Dạ em Hiếu xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của em các bạn ơi. Rồi đến hẹn lại lên nha các bạn. Rồi hôm nay em lên cho các bạn một em Banshee tay công thể thao nha các bạn. Rồi một em Banshee tay công thể thao đi nguyên bộ đúp soda nha các bạn, rất là chất lượng nha. Đó. Rồi lời nói đầu tiên em cũng xin chúc các bạn có một ngày thật là nhiều sức khỏe nha các bạn, thành công trong công việc. Rồi bây giờ em vào chi tiết luôn nè các bạn ơi. Đây. Một em Banshee công thể thao. Đây. Di động công tăng nè các bạn, thì hơi chạy xước nhẹ tí các bạn ơi, di động công tăng hơi chạy xước nhẹ tí nha. Đây. Soda nha các bạn, rồi soda Shimano tay lắc các bạn ơi, tay lắc đây, logo nè, Eldorado Banshee nè các bạn, đó tay lắc. Cụm thắng cũng Shimano Soda nè các bạn, rất là chất lượng nha. Đó. Tổng quan em nó là full nhôm nha các bạn, full nhôm nha. Banshee thương hiệu ý xuất Nhật, thương hiệu ý xuất Nhật nha các bạn. Đó. Italian nè, tem mát nè các bạn. Đó, tem mát này. Cái size em này là size 40 nha các bạn. Rất là phù hợp cho các bạn nào chiều cao hơi khiêm tốn tí, 1m6 nha. Đó, vỏ nè. Vỏ rất đẹp, vỏ 700C. Đó, 723C các bạn ơi. Vỏ 723C. Nè. Cái niềng nè, cái niềng này cái niềng 4-5 phân vậy các bạn. Rất là dày nha, tâm dẹp nè các bạn, tâm lá hẹ. Rồi cái đầm này cũng là đầm Shimano Sura luôn các bạn ơi, đó ở cái đầm Shimano luôn. Cặp kiếm nè, chiếc xe rất nhẹ nha. Đó em quay những chỗ nào chạy xước em quay cho các bạn coi nha. Đó, chiếc xe rất nhẹ nha các bạn, đi cốt yên nè. Rồi thì cái dòng Banshee thì ít có mở nhanh lắm các bạn ơi, nó không làm mở nhanh các bạn. Đây cái yên viên đây các bạn, cái yên viên này dưới đây yên đây rất là mới nha các bạn. Rồi tháng sau Shimano Sura luôn à. Rồi cái niềng sau nè các bạn, Electrim niềng nhôm, vỏ đi 723C luôn các bạn ơi, tâm nè, tâm lá hẹ luôn nè, cái đầm nè, đầm Shimano luôn các bạn. Rồi chiếc xe này là toàn là đồ xịn không nha các bạn ơi. Đó. Thôi tới phần quan trọng nhất là các bạn, cái bộ rúp các bạn. Đây cái bộ rúp này em đếm bao nhiêu nè, 2 4 6 8 9 9 líp các bạn, 9 líp nha, Shimano Sura 9 líp nha các bạn. Đó. Shimano Sura nè, dĩa nè, dĩa thì có 2 dĩa thôi các bạn ơi. Đây cái chuyển dĩa của Sora luôn các bạn, cái gì chuyển dĩa của Sora luôn, cái dò dĩa Shimano Sora, dò dĩa hơi chạy xíu các bạn về tút lại nha. Đó. Cái xe này bỏ vài trăm ngàn nữa tút máy tinh luôn các bạn ơi, nhưng mà xe về zin này em không tút các bạn. Đó. Xe zin này em để luôn các bạn ơi, để em quay bánh lên cái các bạn. Xe này nổ rất kinh nha các bạn, xe nổ kinh lắm các bạn ơi. Đó, xe nổ dữ lắm các bạn, bạn chạy buổi sáng là phá làng phá sớm luôn á, ăn sao đều có mở nhanh hết các bạn ơi. Rồi máy này về vệ sinh lại nha các bạn, nó vệ sinh tút tát lại chứ xe nó chất lượng luôn, mới tinh. Qua tới bên đây các bạn, đó trên trống này đều có mở nhanh nha, mở nhanh luôn nè, Shimano này thì tổng thể bên đây không có chè gì nha các bạn, đó, tổng thể bên đây không chè gì hết. Đó.
cái khóa của rồ mắt các bạn. Đó, chiếc xe rất đẹp. Thì chiếc xe này từ trên nhìn xuống rất đẹp nha. Này, cầm rất là chắc tay các bạn. Mình cầm được đa hướng luôn nha. Nè. Cầm đa hướng luôn các bạn. Cầm rất chắc tay nha. Đó. Rồi, một chiếc pin chi tay công các bạn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Đó, tổng thể của em nó là gì nè. Để em quay mà từ trước tới nè. Đó, rất đẹp nha. Để em đo các bạn ơi. Đây. Em lấy thước em đo luôn các bạn. Size này em size 42 các bạn ơi. Size 42 nha. Này xe 42 50 các bạn, 42 50, đó, phù hợp 1m6 chạy được rồi các bạn ơi. Pin chi cái màu này kêu là cái màu xanh ngọc đó các bạn, rất đẹp nha. Các bạn nào yêu thích thì liên hệ cho em. Rồi em xin tổng quan lại là chiếc pin chi là full nhôm nha các bạn, full nhôm. Thì nó sẽ đi với một bộ rất là full Sora nha các bạn. Niềng hiệp niềng niềng này niềng dày nha các bạn, tâm lá hẹ đó. Ở bên Nhật các bạn, ở bên Nhật nó độ bánh lên nè các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không, bánh trước màu xanh, bánh sau màu đen nè. Ở bên Nhật nó độ bánh lên các bạn, nhìn rất là thể thao nha. Rồi bạn nào quan tâm alo cho em 0975158377 gặp em Hiếu nha các bạn. Đó, xe này em bán 15 triệu bao ship các bạn ơi. Rồi 15 triệu bao ship không trả giá nha các bạn. Chiếc xe rất chất lượng rồi. Rồi cuối clip em cũng xin kính chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những video clip sau. Xin chào.